Phạm Thị Kim Huệ, hoa khôi bóng chuyền, có tình duyên lận đận, cuộc sống hiện tại ra sao? Vận động viên Phạm Thị Kim Huệ từng được bình chọn là hoa khôi bóng chuyền suốt một thập kỷ. Cô đã cùng Ngọc Hoa làm nên cặp đôi phụ công hàng đầu Đông Nam Á, lập nên nhiều kỷ lục gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Phạm Thị Kim Huệ sinh năm 1982 tại phố An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, sở hữu chiều cao lý tưởng lên tới 1m80, thừa hưởng gen trội của bố mẹ. Có mẹ là công nhân, bố là bộ đội, nhưng gia đình hồi nhỏ của nữ vận động viên không mấy khá giả. Cô làm thêm công việc bồi giấy, gấp giấy ăn, phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, thành tích học tập của Kim Huệ vẫn đạt khá giỏi. Năm lớp 8, Kim Huệ được bình chọn để tham gia giải chạy cho trường, sau đó tiếp tục được chọn vào lớp điền kinh trẻ của Hà Nội. Ôm ấp giấc mơ trở thành vận động viên điền kinh, cô nỗ lực tập luyện tại sân vận động Trịnh Hoài Đức thời gian sau đó. Tới năm 1995, cô bắt đầu bén duyên với sự nghiệp đập bóng khi chuyển sang tập bóng chuyền tại đội bóng Bộ Tư lệnh Thông tin. Ở tuổi 16, Kim Huệ chính thức giành một suất tại câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia, trở thành vận động viên trẻ nhất tạo nên đột phá ngoạn mục ở cấp độ quốc gia chỉ sau 4 năm đến với bóng chuyền. Tên tuổi của Phạm Thị Kim Huệ gắn liền với chiếc áo số 5. Ở SEA Games 2003 trên sân nhà, cô nhanh chóng gây ấn tượng đặc biệt với người hâm mộ với cú đánh một chân ở vị trí số 2 đủ khuất phục mọi dàn trắng. Chưa đầy 19 tuổi, cô được trao chiếc băng đội trưởng ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, vị đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam. Ở giai đoạn đỉnh cao 2002 đến 2007, cô được đánh giá là vận động viên chơi hay nhất ở vị trí phụ công trong khu vực Đông Nam Á, không ai có thể sánh bằng. Sau này, cô và vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa tạo nên cặp đôi phụ công hàng đầu Đông Nam Á. Tính đến thời điểm năm 2007, Kim Huệ giữ kỷ lục là nữ vận động viên bóng chuyền dự 17 giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia liên tiếp, đồng thời cùng các đồng đội 7 lần giành huy chương bạc SEA Games. Trên sân bóng, cô được đánh giá là một vận động viên luôn tỉnh táo và thể hiện lối chơi quyết liệt. Bên cạnh đó, trong sự nghiệp gần 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Kim Huệ nhiều lần được bầu là hoa khôi bóng chuyền ở các giải quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Do gặp phải một chấn thương khá nặng vào năm 2006, cô đã phải nghỉ thi đấu khoảng 2 năm. Cô từng kể trên một chương trình truyền hình, do tập luyện quá sức trong khi thời gian nghỉ ngơi phục hồi sau thi đấu lại rất ít nên tôi bị rạn xương ống chân phải phẫu thuật. Nhưng sau khi mổ xong vì đi thi đấu sớm nên tiếp tục bị tái phát, tôi phải xin mổ trái tuyến, tự bỏ tiền lo chi phí với mong muốn trị dứt hẳn. Với sự thuyết phục của ban huấn luyện cũng như ngọn lửa đam mê vẫn bùng cháy, Kim Huệ trở lại tập luyện sau 3 năm vắng bóng. Năm 2012, Kim Huệ quyết định chuyển sang câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương, chia tay Bộ Tư lệnh Thông tin sau 16 năm gắn bó. Ở tuổi 35, cô vẫn được đánh giá chơi rất hay, mặc dù ở màu áo của Ngân hàng Công Thương hay đội tuyển quốc gia. Tới năm 2013, cô chính thức rời đội tuyển quốc gia, lui về tập trung cho câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương. Năm 2016, sau khi giúp đội vô địch giải quốc gia, Kim Huệ xin về làm huấn luyện viên, nhưng do thiếu nhân sự thi đấu, tới năm 2018 cô mới đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên. Dù không còn tỏa sáng trên sân bóng, nhưng tài năng của Kim Huệ trong vai trò huấn luyện viên vẫn nhận được những lời khen có cánh. Tháng 3 năm 2021, hoa khôi bóng chuyền vướng phải án kỷ luật dậy sóng. Kim Huệ cùng ba học trò bất ngờ nộp đơn xin nghỉ Ngân hàng Công Thương với mục đích gia nhập Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên bốn cô trò Kim Huệ không thể kịp thanh lý hợp đồng để về đội bóng mới. Một phần Ngân hàng Công Thương đã đăng ký họ trong danh sách đội bóng ngành ngân hàng dự tranh giải vô địch quốc gia 2021, cũng như phía nhà tài trợ của Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã gửi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam VFV đề nghị không cho họ tham gia thi đấu tại các giải đấu trong hệ thống với lý do tổn hại tới uy tín của hãng hàng không Bamboo Airways. Sau đó, cô trò Kim Huệ quay trở lại Ngân hàng Công Thương để chuẩn bị cho mùa giải vô địch quốc gia như bình thường, và phía Liên đoàn thông báo không giải quyết vì giữa hai bên không có hợp đồng ràng buộc mang tính pháp lý. Tuy nhiên, ngày khai mạc vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 10 tháng 4, Kim Huệ nhận được quyết định cảnh cáo từ Liên đoàn không chấp nhận. Kim Huệ đã phản ứng quyết liệt và sẵn sàng kiện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nếu không xem xét rút lại án kỷ luật. Trong thời gian nghỉ ngơi vì chấn thương, Kim Huệ đã lên xa hoa, khi ấy cô chia sẻ với báo giới. Tuy nhiên, hôn nhân sau đó sớm đổ vỡ, Kim Huệ mới thấy được những khó khăn. Cô quyết định lựa chọn làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, dù đã ly hôn nhưng cô và chồng cũ vẫn coi nhau là những người bạn, luôn dành thời gian chăm sóc cô con gái nhỏ. Cuộc sống cá nhân gặp nhiều trắc trở nhưng Kim Huệ vẫn một lòng với môn bóng chuyền. Cô thậm chí còn hy sinh quyền nuôi con cho chồng sau khi hôn nhân tan vỡ. Ngoài bóng chuyền, Kim Huệ cũng tìm được niềm đam mê ở bộ môn golf, bởi môn thể thao này giúp cô điềm tĩnh hơn, sống chậm lại. Thậm chí cô mong muốn mình sẽ trở thành một golfer chuyên nghiệp trong tương lai.